thì chúng tôi muốn giới thiệu một cái mô hình chị Khoa chị với cái doanh nghiệp gọi là Aba Vida, là anh ba Việt Nam. Chị đã có một cái nỗ lực kết nối những người nông dân để chị có một cái sứ mệnh cũng 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 theo cái chiều hướng giống như cô Hạnh, hỗ trợ để cùng những người nông dân, và chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện cụ thể của chị Khoa đã như thế nào. Một người con gái đến từ miền Trung nhưng lại rất là yêu miền Tây, và chúng ta đã kết hợp, đã làm, và khi mà chúng tôi liên lạc với chị Khoa thì lúc đấy chị đang đang tập huấn cho những người nông dân. Và tôi thấy rằng đây là những thực hành tốt và chúng tôi thấy rằng là cần giới thiệu và chia sẻ đến mọi người. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng xin cảm ơn cô Kim Hạnh và xin mời chị Kim Thoa. Hình như ban tổ chức có chuẩn bị cho Thoa một cái video phải không ạ? Dạ, xin chúng ta chờ trong giây. Năm 2009, chị Nguyễn Thị Kim Thoa vào đồng bằng sông Cửu Long làm dự án phát triển cộng đồng với phụ nữ Hậu Giang. Sau một thời gian gắn bó với vùng đất nơi đây, chị trăn trở rằng so với quê hương miền Trung nghèo khó của chị, thì đây là một vùng đất giàu tài nguyên. Nhưng tại sao những thanh niên ở nơi đây phải lên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để tha phương cầu thực, để lại những đứa trẻ thơ, những ba mẹ già ở quê nhà? Sau một thời gian học hỏi làm nông nghiệp hữu cơ ở Malaysia, học thêm ngành phát triển nông thôn ở Đại học Cần Thơ, năm 2017, chị quyết định bắt đầu xây dựng Aba Vina với mục tiêu lớn nhất là làm sao để bà con nơi đây tận dụng những tài nguyên bản địa sẵn có để giải quyết chính bài toán kinh tế của họ. Aba Vina bắt đầu với việc hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp thuận tự nhiên, không sử dụng phân thuốc hóa học mà dùng các nguyên liệu hữu cơ ngay tại quê nhà. Đó là phân ốc bưu vàng, phân chuối, đó là thuốc trừ sâu từ giấy thuốc cá, hạt bình bát. Không chỉ dừng lại ở đó, Aba Vina còn đồng hành cùng bà con tiêu thụ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để cung cấp cho những cửa hàng nông sản sạch, cửa hàng chay trên khắp cả nước. Nhưng điều Aba Vina tự hào nhất là chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới tình nguyện viên. Đây là những người đã cùng Aba Vina làm nông nghiệp sạch, thành công, có uy tín trong cộng đồng. Họ là những cánh tay nối dài cùng Aba Vina thực hiện các hoạt động giáo dục, chuyển giao kỹ thuật và quan trọng là giám sát, hỗ trợ tại cộng đồng để nhân rộng mô hình ra nhiều nơi tại Cần Thơ và Hậu Giang. 5 năm kể từ khi thành lập và trải qua nhiều biến động trong thời kỳ dịch Covid, nhưng Aba Vina đã đạt được những thành tựu ban đầu. Từ 5 hộ tại xã Trường Long, Phong Điền năm 2017, đến thời điểm hiện tại, đã có 25 hộ đăng ký tham gia mô hình với tổng diện tích sản xuất là 30 hectare. Aba Vina là một doanh nghiệp trẻ, kinh doanh lĩnh vực phát triển cộng đồng, một mô hình mới ở Việt Nam chúng ta. Với triết lý vấn đề của cộng đồng thì cộng đồng phải cùng nhau giải quyết. Trong tiến trình ấy, sự tiến bộ và đóng góp của mỗi bên liên quan sẽ thúc đẩy sự tiến bộ phát triển của cộng đồng. Bên cạnh những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày của chúng tôi luôn cần sự ủng hộ từ nhà nước, các tình nguyện viên và đặc biệt là từ chính khách hàng đang tiêu thụ sản phẩm mà hệ sinh thái của chúng tôi làm ra, để cùng nhau mang đến sự phát triển bền vững cho nền nông nghiệp trên quê hương mình. Vậy là Thoa rất là cảm ơn ban tổ chức đã mở một video mà đầy đủ âm thanh ánh sáng, rất là cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Và đầu tiên là Thoa kính chào các anh chị trong ban tổ chức, kính chào cô Kim Hạnh, người mà Thoa rất là mong muốn gặp từ 2-3 năm nay rồi mà bây giờ mới có cơ hội gặp ở trên cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chào chị Vân, bạn Nít và các anh chị em đang tham gia cái buổi chia sẻ của chúng ta với cái chủ đề mà nó rất là cộng đồng, nó rất là tác động, nó rất là bình an, hài hòa, và một cái chủ đề mà Aba Vina theo đuổi. Với Aba Vina, thành công
có nghĩa là đem lại một cái đời sống hài hòa cho tất cả các thành viên ở trong cộng đồng Abhavina. Cho nên cái chữ hài hòa của Abhavina là cái từ cốt lõi mà Abhavina theo đuổi. Chính vì vậy mà Abhavina ngay lập tức nhận lời cái lời đề nghị của anh Sơn liền. À, nghe thấy, thấy cái từ đó là khoái liền, liền là ok, chia sẻ liền. Thì giống như là cô Hạnh có nói ấy, tâm huyết thì không biết là tâm huyết không, nhưng mà mở mắt ra là toàn là những việc đó để làm đó. Và hễ mà làm việc đó thì mình làm với một cái sự thoải mái nhất và một cái sự bình an nhất trong cái công việc của mình. Và mình cũng hy vọng chính cái nỗ lực đó của mình có thể giúp cho mình có thể đồng hành được nhiều người hơn nữa trong cái cộng đồng mình. Với cái video có 3 phút á, thì Thoa nghĩ là anh chị em ở trong cái buổi chia sẻ hôm nay cũng chưa có thể hình dung được hết những cái việc mà Abhavina đang làm. Thì Thoa xin được phép kể ra 8 cái việc chính, 8 cái việc chính mà Abhavina đang làm mà có liên quan đến các cái chữ như là tác động xã hội, hài hòa, cân bằng, phát triển bền vững. Thì cái công việc đầu tiên á, mà quan trọng nhất mà nó liên quan đến cái đối tượng hưởng lợi chính thức của Abhavina đó chính là những người nông dân á. Thì cái công việc đầu tiên là Abhavina cùng với những người nông hộ xây dựng ra những cái phương án sinh kế nông nghiệp dựa vào tài nguyên bản địa, và những cái phương án sinh kế này được thiết kế dựa trên tùy mỗi cái hoàn cảnh cụ thể, nghĩa là thiết kế tùy chỉnh dựa trên đặc điểm của nông hộ đó, dựa trên đặc điểm về của từng nông hộ và làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất cho nông hộ. Đây là cái hoạt động xuyên suốt trong cái hành trình phát triển Abhavina, đó là cùng nông hộ thiết kế ra những cái phương án sinh kế cho mỗi nông hộ, và mỗi đặc điểm nông hộ khác nhau thì thiết kế cái kế hoạch kinh doanh khác nhau. À, cái công việc thứ hai mà Abhavina đang làm là thiết kế như vậy, nhưng mà nếu mà không có đồng hành cái chuyện mà nâng cao năng lực về quản lý kinh tế hộ gia đình, phát triển tư duy làm chủ, năng lực tự chủ và năng lực hợp tác á, thì người nông dân cũng khó mà khai thác được cái kế hoạch đó. Cho nên cái công việc thứ hai thực hiện thì cái công việc thứ nhất đưa ra thực hiện thì ngay lập tức là phải thực hiện được cái công việc thứ hai, đó là đào tạo cho những người nông dân trở thành những người giỏi về hợp tác, giỏi về cách tính toán kinh doanh, làm sổ sách kinh tế hộ gia đình, giỏi về cách chia sẻ với người khác và tự tin với cái công việc mình đang làm. Đó là cái công việc thứ hai mà Bavina đang đồng hành với người nông dân. Cái công việc thứ ba là giống như là mình không thể chơi mình ơn được, cũng giống như nông dân cũng không thể chơi mình ơn được. Cho nên là mình mở ra cái môi trường, mình mở ra cái cuộc chơi, mình mở ra cái cơ hội để giúp cho những cái thành viên ở nông hộ Abhavina được liên kết tham gia với cái chuỗi của mình. Ví dụ như là họ không chỉ là người biết chỉ biết sản xuất, chỉ biết làm kinh tế hộ gia đình, họ còn có thể tiếp khách với Abhavina, tiếp những người khách hàng, tiếp những đoàn đại sứ, họ tiếp những cái đoàn chính quyền, họ tiếp những anh chị em hợp tác xã ở nơi khác tới thăm. Nghĩa là lúc đó mình tạo cơ hội để họ liên kết, họ gặp gỡ, trao đổi với những cái thành viên bên ngoài mà giúp cho họ tự tin hơn, tự hào hơn công việc của họ, và giúp cho họ có thể thấy được cái giá trị của họ khi họ nâng cao chất lượng sản phẩm, họ hiểu được cách kinh doanh hơn, họ hiểu thị trường hơn, và nhất là khi họ tiếp xúc được với khách hàng. Mỗi lần như vậy là có thêm đơn hàng và họ càng càng thích cái việc tiếp khách nữa. Hồi xưa rất là sợ tiếp khách, sau khi mà Vavina tổ chức các cái buổi kết nối chia sẻ này, dẫn khách đi thăm vườn, thăm các cái khu phân bón này kia, rồi cái người nông dân hễ mà nghe nói là có tiếp khách là họ rất là thích. Và cái hoạt động thứ tư đó là cái hoạt động liên quan tới cái việc thúc đẩy sự tham gia giữa các bên liên quan. Cái mô hình của Abhavina thì cái tính phát triển cộng đồng nó mạnh lắm, nghĩa là mình đi theo kiểu phát triển cộng đồng, nên hầu như là tuần nào tháng nào mình cũng có các cái hoạt động phát triển cộng đồng, mà ở nơi đó thì có những cái bên như chuyên gia từ các trường đại học tới, về chuyên gia về nông nghiệp hữu cơ đi, hay là
hay là chuyên gia về biến đổi phòng ứng phó biến đổi khí hậu, hay là chuyên gia về kinh tế tuần hoàn, hay là chuyên gia về tạo sự tham gia. Thì khi có những cái đoàn chuyên gia tới Abavina tạo cơ hội để họ họ thúc đẩy cái hành trình phát triển nâng cao năng lực của cái người thành viên trong cộng đồng Abavina là những người nông dân đó. Thì chính cái việc mà đoàn nào tới mình cũng mời nông dân tham gia vào cái hành trình thúc đẩy đó, nên cái người nông dân họ ngoài việc họ được học tập chung với mình, họ còn được học tập chung với những cái môi trường hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp hơn nữa. Thì đây là cái cách mà Abavina hợp tác các cái nguồn lực khác để giúp cho cái người nông dân trở nên mạnh mẽ hơn. Một cái công việc mà Abavina cũng đang đóng góp cho địa phương, mặc dù là không phải là rầm rộ gì, nhưng mà ít ra khi đến Cần Thơ thì các cái đoàn họ cũng hay dẫn tới các cái vùng mà có nông dân Abavina. Thì đây là cái công việc thứ năm, đó là tạo điển hình sản xuất và lan tỏa phương pháp thực hành thúc đẩy hình thành nên cộng đồng nông nghiệp quy mô nhỏ dựa vào tài nguyên bản địa. Thì cái những cái điển hình nè, họ ở những cái nơi khác họ tới họ trao đổi học hỏi thì họ sẽ đến Abavina, họ gặp những người nông dân như vậy, và những người nông dân này họ sẽ kể lại cái hành trình họ đã làm cái công việc tối ưu tài nguyên có sẵn là làm cái gì, tính toán sổ sách là làm cái gì, rồi bán sản phẩm thì bán như thế nào, giá làm sao thì có lời. Thì đây là cái cách mà mình tạo ra những điển hình để cho ở bên ngoài họ vào học tập những cái bác nông dân mà đang tham gia chung với mình. Và chính vì mà cái giao lưu như vậy á, giữa bên ngoài bên trong như vậy, thì những cái lần như vậy thì cái người nông dân họ cũng bán thêm rất là nhiều sản phẩm, nhất là những cái sản phẩm chế biến mà từ cộng đồng tạo ra. Một cái việc mà nó hầu như là nó liên quan nhiều đến đội ngũ Abavina và một số thành viên nông dân nồng cốt hay là mạng lưới tình nguyện viên đó, đó là Abavina hướng đến gia tăng cái sản phẩm chế biến cho các cái nguyên liệu từ cái vùng người nông dân sản xuất. Ví dụ như những nông sản là Abavina làm lên men, sản phẩm lên men từ trái cây, hay là sản phẩm bột dinh dưỡng, mix các cái loại dinh dưỡng từ lá hay là từ ngũ cốc. Rồi Abavina còn tranh thủ cái diện tích mặt nước để nuôi cá ốc tự nhiên, là phát triển thêm các cái loại thảo dược từ trên chính những cái vùng mà mình trồng cây đa tầm tán, thì mình cũng có thêm những cái loại thảo dược để bán cho những cái người khách hàng ở xa mà họ lại muốn cái loại thảo dược ở trên các cái khu vực của vườn trồng của Abavina. Và chính vì cái việc mà mình có thể phát triển thêm cái dòng sản phẩm đó, nên mỗi hộ nông dân ngoài cái việc thu nhập họ đa dạng được cái nguồn thu, và họ tự tin hơn với cái việc là họ phải chờ đợi một cái thứ này thứ kia mà họ chưa thấy kết quả. Thì họ có người nông dân hay nói cái câu là lấy ngắn nuôi dài á, thì họ họ có được xoay trở hàng ngày hàng tuần, họ tham gia bán hàng cho Abavina là vào thứ ba thứ năm thứ nhật hàng tuần, và họ có tiền đó, họ đóng hụi, họ xoay trở công việc công ăn việc làm trong gia đình, mua vật tư máy móc này kia. Thì chính vì vậy nên họ cảm thấy an tâm, và mình thấy cái việc mà mình phát triển cho sản phẩm chế biến ở trong cộng đồng nó cũng giúp cho chính người cộng đồng có ngay cái thực phẩm chất lượng để sử dụng để đãi khách, không còn phải 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 cố gắng phải mua thứ gì khác mà lại không có đặc trưng. Và cái công việc mà phát triển thị trường Abavina thì làm thường xuyên, hầu như là mở mắt ra là phải truyền thông, phải biến bán hàng. Abavina có một cái hoạt động mà đi trước, đó là A3 order, nghĩa là mình tìm hiểu khách hàng, mình tìm đến những cái khách hàng, các cái doanh nghiệp, các cửa hàng, các cái doanh nghiệp nhỏ chế biến các sản phẩm nông sản, gia tăng giá trị sản phẩm bằng cái vùng nguyên liệu chất lượng đó, hay là những cái siêu thị nhỏ nhỏ, thì mình tìm đến để mình đặt vấn đề, mình nói là mình có một cái vùng sản xuất như vậy và anh chị em có quan tâm thì chúng ta có thể gặp gỡ trao đổi với nhau để biết đâu là Bavina sẽ là một vùng nguyên liệu chất lượng cho họ với minh bạch vùng trồng này kia. Thì và
mình tạo cơ hội để hai bên là giữa nông dân và cái người cái cửa hàng hay là cái người nông dân hay là cái doanh nghiệp sản xuất chế biến đó họ tới được cái vùng sản xuất và nói chuyện với người nông dân của mình luôn. Và chính A3 Order nó giúp cho mình tự tin về tài chính. Thường những cái đơn hàng này là mình sẽ nhận 30 50% cái tiền hợp đồng trước để mình tổ chức mình cho nông dân làm theo cái đơn hàng đó. Và một cái công việc nữa là nó là cái lợi thế hiện nay á, là cái 4.0 đó, cho nên là mình có rất là nhiều cái cách để mình truyền thông quảng bá cái hình ảnh cộng đồng nông nghiệp Thuận Thiên Abavina đi khắp mọi nơi để bán sản phẩm. Thay vì trước kia mình không có tài chính để đầu tư thì bây giờ mình đầu tư cây nhà lá vườn, mình chế biến nội dung content marketing, video marketing, rồi mình lấy ông nông dân làm người mẫu luôn để bán được các sản phẩm ở trong cộng đồng ra thị trường. Thì cũng chính như vậy cho nên là về cái phía mà đầu tư ban đầu á, Abavina dựa vào cộng đồng mà Abavina của chúng em thì không có va phải là còn quá nhiều tiền. Quan trọng nhất là cần cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây là kiên nhẫn với kết quả. Thấy nó lâu quá mà mất kiên nhẫn thì đến khi gần có kết quả lại bỏ cuộc. Cái thứ hai là kiên nhẫn với sự thay đổi của những người nông dân, và cái thứ ba là kiên nhẫn chờ đợi những cái thay đổi hành vi của người dùng nữa. Là tụi em truyền thông liên tục và quan sát cái tương tác đó để biết rằng là trong sau một thời gian mình truyền thông như vậy, mình quảng bá hình ảnh, kể câu chuyện như vậy, chia sẻ sản phẩm như vậy trên các cái hệ thống online của mình ấy, thì khách hàng họ đã biết tới mình và họ rất là muốn được hợp tác với mình. Đây là cái hành trình mà Abavina cùng với những cái hoạt động đã trải qua. Tất nhiên là nó cũng chưa có phải là làm được trọn vẹn như gì những gì đã kể, nhưng mà hầu như ngày nào cũng có làm. Cho nên là xin kể với mọi người thân nghĩ cái phần đặt câu hỏi đó, thì anh chị em mình quan tâm đến cái chủ đề nào trong những cái nội dung thoa kể mới kể đây, hoặc là có thêm cái phần nội dung nào nữa thì anh chị em có thể đặt thêm câu hỏi để thoa có thể có cơ hội để chia sẻ cùng với mọi người. Dạ, xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều đã tạo cho thoa cái cơ hội được nói về Abavina ở cái sự kiện này. Dạ, em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Thoa rất là nhiều. Dạ. Thấy rằng là cho cái dung lượng về thời gian thì chị Thoa cũng chưa chia sẻ hết được các cái hoạt động Avira đã thực hành. Chúng tôi đã trong cái dịp sau cái đại dịch thì chúng tôi cũng đã có một dịp chúng tôi trao đổi với nhau về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và chúng ta thấy rằng là với những cái nỗ lực ở những cái mô hình doanh nghiệp như cái doanh nghiệp của chị Thoa thì chúng ta cũng thấy rằng là đã giúp rất nhiều cho những người nông dân, những hộ nông hộ có những cái cơ hội để bán hàng. Lâu nay thì chúng ta bị lệ thuộc vào trung giới, những cái người trung gian, và đôi khi cái người trung gian đấy làm cho cái người nông dân trở nên lúng túng, không biết được thị trường cái thông tin như thế nào, không có chủ động cho cái nguồn nhân lực của mình. Và những cái nỗ lực đấy tôi cho rằng là chúng ta đang từng bước để chúng ta tạo ra những cái tác động xã hội. Và tiếp theo chương trình này thì chúng tôi thấy rằng là nếu như chị Thoa đã hỗ trợ những người nông dân trên cánh đồng, trên mảnh vườn tập hợp nhau lại để cùng làm nông nghiệp sạch và mở ra các thị trường rộng lớn hơn cho người nông dân, thì hôm nay chúng tôi cũng muốn giới thiệu